Mai và Nguyễn Hiên xin mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Vườn Mai nhà em ngày hôm nay. Dạ hôm nay là clip ngày 29 tháng 12. Trở lại với kênh thì hôm nay em vẫn tiếp tục giao lưu một số hàng mai giống mới và một vài lô mai chơi Tết cho cả nhà mình nha. Thì hôm nay có rất là nhiều hàng đẹp, kính mong cô chú anh chị sẽ yêu thương và ủng hộ cho vườn của em. Số điện thoại vườn em là 0973658812. Thì sau đó em cũng có dùng cho Zalo luôn nha cả nhà. Sau đây thì em sẽ vào Zalo cây cho cô chú anh chị mình cùng xem và chọn lựa nha. Và đây là mặt hoa siêu bông Sài Gòn của vườn em nha cả nhà. Đây là mặt hoa ngày 29 tháng 12 ha. Siêu bông Sài Gòn thì hoa sẽ từ 10 cho tới 15 cánh nha. Nó hoa này rất là đẹp luôn hết cả nhà. Nó hoa rất là to và thơm luôn. Thì mặt hoa siêu bông Sài Gòn trung bình sẽ to từ 6, 7, 8 xăng nha. Hoa này là to hơn 4 ngón tay của em nè. Nó và cánh thì chắc tầm 10 mười mấy cánh ha. Rất là đẹp luôn cả nhà. Thì em sẽ quay thêm một số mặt hoa siêu bông Sài Gòn tại vườn cho cả nhà mình xem nha. Thì cây nhỏ nó chưa có bông, em sẽ quay cái hàng này. Nhưng mà nói chung là hàng là em bao chuẩn giống nha cả nhà. Hoa vàng tươi rất là đẹp luôn ha. Hoa to bằng 4 ngón tay như thế này nha. Siêu bông Sài Gòn, hàng là em bao chuẩn giống nha cô chú anh chị mình cứ yên tâm. Thì sau đây em sẽ vào giao lưu cái hàng siêu bông Sài Gòn chơi Tết cho cả nhà mình nha. Dạ rồi, đây là lô siêu bông Sài Gòn vừa chơi Tết vừa lấy bo của vườn em nha. Cây em làm 2 mùa cho tới 2 mùa rưỡi nha cả nhà. Liền thân liền cốt ha. Và gốc thì sẽ tầm ngón trỏ cho tới ngón cái của em tùy cây. Và nút nụ thì nó cũng có lên mở gà như thế này cho mình luôn ha. Nè, hàng này là hàng chơi Tết vừa lấy bo luôn. Bo của nó sẽ không quá già cũng không quá non ha cô chú anh chị. Hàng vàng xương cứng cáp luôn. Nút nụ thì cũng rất là nhiều như thế này ha cả nhà. Em quay cận cho quý cô chú anh chị mình xem nha. Nè, rất là đẹp luôn. Cây thì em cũng có vô dây chỉnh sửa sẵn cho mình rồi. Mình về mình giữ dây hoặc mình tháo gì đều được luôn ha. Có nút nụ kim hết luôn. Một cây như thế này là em cam kết là lấy sẽ từ 20 cho tới 50 bo một cây nha cô chú anh chị. Chiều cao sẽ từ 40 cho tới 50-60 nè. Đó, như cây này thì sẽ được tầm 50 ha. Được tầm 50-55. Chi tàn ok nè. Tán ngang thì sẽ tầm khoảng từ 10 cho tới 20 tùy cây nha. Nhưng mà thường là em thấy dao động từ 15 cho tới 20 là nhiều nha cả nhà. Đó, cây rất là đẹp luôn ha. Nút nụ kim nè có hết luôn, nụ cũng lên mở gà. Quý cô chú anh chị nào mình có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ em. Siêu bông Sài Gòn giống này thì cây phát triển cũng rất là khỏe ha. Dòng dảo nhưng mà hoa nó rất là to ha. Và cũng tầm 10-15 cánh thì hoa cũng rất là to, tròn, rất là đẹp rồi cả nhà. Nó hàng này thì mình chơi Tết là hết sảy luôn. Giá giao lưu sẽ là 75.000 một cây. 3 cây em gửi hàng ha, 5 cây và em sẽ bao ship và mình mua 10 là em tặng 1 nha. Quý cô chú anh chị mình mua hàng thì mình mua nhiều giống bất kỳ cũng được luôn, em vẫn gửi hàng bình thường nha cả nhà. Nó đơn tầm 300 là em sẽ bao ship cho cô chú anh chị mình nha. Siêu bông Sài Gòn, cây rất là đẹp luôn ha. Chi tàn to, rất là đẹp luôn. Dạ, kế tiếp nữa là em giao lưu lô siêu bông Bình Lợi của vườn em nha cả nhà. Siêu bông Bình Lợi của vườn em ha. Siêu bông Bình Lợi vườn em thì sẽ cao từ 3 cho tới 4 tấc nha cô chú anh chị. Từ 3 cho tới 4 tấc ha. Và cây là có củ đế cho mình hết luôn. Gốc sẽ tầm từ ngón trỏ nè cho tới ngón cái em tùy cây. Và một số cây trội thì nó sẽ to tầm chân cái ha. Đó. Cây thì em có dựng đọt sẵn cho mình nè. Và một cây như thế này thì mình lấy ít nhất là từ 8 cho tới 10 bo nha. Nè, ít nhất là sẽ từ 8 cho tới 10 bo, cứ một mắt lá là một bo mình tính lên nha. Và mình muốn dưỡng lại thì chừa khoảng 1-2 mắt lá ngay đây. Thì mình có thể dưỡng cây lại mình lấy bo tiếp nha cả nhà. Hàng này mình lấy bo xong rồi mình để mình chăm lại mình coi hoa cũng được ha. Chơi vàng bonsai mini để bàn uống trà nè. Cây là em dựng đọt sẵn hết cho mình. Và mình có thể lấy bo được liền luôn nha. Hàng này thì em bán cho khách lấy bo cho nên là em không có đi phân nha. Miễn có đi phân là em sẽ không có lên clip. Đó, hàng nào bán thì em sẽ không đi phân. Quý cô chú anh chị mình yên tâm là mình mua hàng về mình có thể lấy bo mình ghép được liền luôn. Giá giao lưu sẽ là 100.000 một cây. 2 cây là em sẽ gửi hàng và 3 cây là em bao ship cho mình. Siêu bông Bình Lợi như cả nhà, hoa từ 15 cho tới 25 cánh. Dòng này thì cũng đang rất là hút ha. Và hoa to đều rất là đẹp luôn. Cây này thì dòng này thì phát triển nó cũng rất là mạnh nha cả nhà. 100.000 một cây nha cả nhà. Sau đây thì em sẽ vào giao lưu cái hàng chơi Tết cho quý cô chú anh chị mình nha. Dạ, tiếp theo là em sẽ giao lưu cái hàng mai chơi Tết cho quý cô chú anh chị mình nha. Thì sẽ có như là dảo siêu nụ nè, Phủ Đức nè, Tân Châu và một số hàng mai khác. Sau đây thì em sẽ vào quay cây cho cả nhà mình cùng xem và chọn lựa nha. Dạ rồi, thì sau đây em sẽ giao lưu cái hàng mai chơi Tết nha cả nhà. Đầu tiên thì em có cái hàng
giảo siêu nụ nha. Giảo siêu nụ của vườn em thì đang nằm trong chậu C7, C8 thì cây ha. Và cây là có nút nụ như thế này nè. Thì dòng siêu nụ này nụ nó sẽ khít như thế này heo cô chú anh chị. Nhưng mà khi nở hoa thì hoa nó vẫn to bình thường nha. Mặt hoa thì em sẽ để bên góc màn hình cho cả nhà mình cùng xem. Nè, nụ chi chết hết luôn heo cô chú anh chị. Nụ rất là đẹp luôn, rất là đều. Thì dòng giảo siêu nụ này đặc trưng là nút nụ như thế này ha. Nụ khít hơn xương cá luôn cả nhà. Chi tàn thì cũng ok luôn. Hàng này thì chiều cao em lấy trung bình là từ 40 cho tới 50 tùy cây. Và tán ngang tầm khoảng 30-35 ha. 20-30-35. Dạ, tầm khoảng đó nha cả nhà. Là nút nụ nè cô chú anh chị. Nút nụ cực kỳ nhiều luôn. Hoa giảo siêu nụ nha cả nhà. Hoa sẽ từ 5 cho tới 10-12 cánh tùy hoa nha quý cô chú anh chị. Hoa rất là đẹp luôn. Và nó cũng nở hình chùm như thế này. Tại vì cái hàng này nụ nó khít ha. Cây thì em có xử lý đế rễ cho mình. Hàng em làm được 2 cho tới 2 mùa rưỡi nè. Và nó có củ đế hết luôn ha. Gốc thì sẽ tầm khoảng ngón trỏ hoặc ngón tay cái của em tùy cây. Thì cái hàng này em cũng có vô một ít dây kẽm cho mình nha, tạo tàn cho mình. Vàng xương thì cứng cáp rồi, rất là đẹp luôn. Và hàng này thì em giao lưu với giá là 130.000 một cây. 2 cây là em sẽ gửi hàng cho mình nha. Và 4 cây là em sẽ bao ship cho quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị mình có nhu cầu thì mình liên hệ em nha. Thời cây này rất là đẹp luôn cả nha. Nó lô này cực kỳ đẹp luôn. Chi tàn ok, lá xanh mướt và nụ cũng rất là nhiều ha. Kế tiếp cái dòng nữa thì cũng là giảo siêu nụ nha. Nhưng mà nó nằm trong chậu 1 tấc 8 tới 2 tấc nha cả nhà. Là củ đế nè. Cây là cũng có xử lý đế rễ cho mình hết luôn. Rất là đẹp ha cả nhà. Hàng quấn đế quấn rễ sẵn hết luôn nha. Có nụ kim hết luôn ha. Thì cái hàng này nó sẽ chi tàn nó sẽ to hơn cái lô chậu C một chút ha. Tàn ngang thì sẽ tầm khoảng 35-40 tùy cây. Và chiều cao sẽ tầm khoảng 45-50 như cả nhà. Nó cây có xử lý đế rễ cho mình. Chi tàn to nè, ok ha. Nằm trong chậu 1 tấc 8 tới 2 tấc. Thì hoa nó cũng sẽ từ 6 cho tới 10-12 cánh như cả nhà. Rất là đẹp luôn. Giá em giao lưu cho lô cái hàng chậu 1 tấc 8 này sẽ là 150.000 một cây nha. 150.000 một cây. Thì hàng này 1 cây là em sẽ gửi hàng. Và 2 cây là em sẽ bao ship cho cô chú anh chị mình. Quý cô chú anh chị mình có nhu cầu hoặc là mình cần cái hàng giả siêu nụ này thì cứ liên hệ em nha cả nhà. Nó cây rất là đẹp và rất là khỏe luôn. Siêu nụ thì sẽ có 2 cỡ ha. Dạ, ngoài ra thì em có còn thêm hàng giảo hữu đức nha cả nhà. Giảo hữu đức em đang nằm trong chậu 1 tấc 8 và 2 tấc luôn. Cây thì cũng già mùa nè, có xử lý đế rễ cho mình, quấn rễ hoặc là củ đế nở ha. Gốc thì tầm bằng ngón trỏ hoặc ngón cái em nha. Liền thân liền cốt là 100% rồi nên quý cô chú anh chị mình yên tâm. Và đặc biệt là lô hữu đức này của em nụ rất là đẹp luôn nha cả nhà. Nụ lên mở gà ha. Đều hết luôn, như xương cá như thế này. Hữu đức mà nụ như thế này là rất là đạt nha quý cô chú anh chị. Hơn nữa là lá của em vẫn xanh tốt bình thường ha. Nó lô này của em lá xanh tốt bình thường chứ nó không có bị vàng. Rất là đẹp luôn. Hữu đức thì nó vẫn đi nụ như thế này nha cả nhà. Nó đi nụ chùm như thế này ha. Thì cái này là em quay cái cây có mặt hoa cho cả nhà mình xem thôi, chứ gửi hàng là em sẽ gửi những cây nó chưa trổ nha. Cây là uống sắn từ nhỏ hết ha. Uống sắn từ nhỏ luôn. Nút nụ nè. Đó, nụ quá trời luôn cả nhà. Giá giao lưu sẽ là 180.000 một cây. 180.000 một cây nha cả nhà. Một cây là em sẽ gửi hàng, hai cây là em sẽ bao ship cho mình, và mình mua 10 cây là em sẽ tặng một nha. Và cuối cùng trong clip hôm nay là em có giao lưu cái hàng cúc Tân Châu nha quý cô chú anh chị. Cúc Tân Châu ha. Cúc Tân Châu thì hàng này thì em cũng làm tầm 2 mùa nha cả nhà. Có xử lý đế rễ nè. Và cái hàng này cũng liền cốt 100% luôn. Lô cúc Tân Châu này của em thì nụ cũng rất là nhiều nha quý cô chú anh chị. Đó, nụ nó chi chít và nó cũng mở gà hết rồi nha. Chiều cao thì sẽ dao động từ 45-50 luôn. Tàn ngang thì sẽ tầm 40 nha cả nhà. Tàn ngang thì sẽ tầm 40. Lô này rất là đẹp nha cả nhà. Hàng cúc Tân Châu ha. Nói chung thì cái dòng này thì nó cũng gọi là truyền thống rồi đó. Cũng rất là quen thuộc rồi. Dịp Tết thì mình trưng cũng rất là đẹp hết cả nhà. Giá giao lưu cho lô cúc Tân Châu này sẽ là 150.000 một cây luôn. 150.000 một cây. Một cây em gửi hàng nha. Hai cây em cũng bao ship và mua 10 em cũng sẽ tặng một. Đơn hàng của mình có thể có nhiều giống bất kỳ cũng được luôn nha cả nhà. Dạ, em xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều vì đã theo dõi hết clip hôm nay của vườn em. Hôm nay là clip ngày 29 tháng 12. Quý cô chú anh chị mình có ưng mặt hàng nào thì cứ liên hệ em nha. Số điện thoại em là 0973 658 812. Liên hệ em thì em sẽ tư vấn nhiều hơn cho mình nha cả nhà. Kính mong quý cô chú anh chị sẽ cho em xin một lượt like và đăng ký kênh để mỗi khi vườn mai của em lên hàng mai mới cả nhà mình có thể xem được sớm nha. Thì em xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video lần sau.